thực hiện cuộc vận động cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2018-2023. Hội cựu chiến binh tỉnh đã triển khai thí điểm mô hình cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường mầm non thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư và bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Đã thành thông lệ từ hơn 3 tháng nay, mỗi ngày 2 buổi từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, các thành viên trong đội tự quản không kể nắng mưa luôn có mặt rất sớm ở khu vực cổng trường mầm non thị trấn Thiên Tôn để hướng dẫn các bậc phụ huynh dừng xe đúng nơi quy định, phân luồng xe trước cổng trường, bảo đảm an toàn cho học sinh và phụ huynh. Chúng tôi cũng đã vận động anh chị em hội viên trong chi hội là tập trung mỗi ngày 3 người, thì ngày nào cũng như vậy, sáng rồi chiều là đến tập trung để mà nhắc nhở bà con đi vào để xe nó gọn gàng, đi lại thuận tiện, thoải mái, an toàn. Tuy mới được triển khai hơn 3 tháng, nhưng bằng những hoạt động tích cực của đội tự quản cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường, tình trạng va chạm và ùn tắc giao thông trước và sau giờ tan học đã giảm đi rõ rệt. Từ khi mà có lực lượng cựu chiến binh tham gia đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường thì tôi thấy là đi lại nó thuận tiện và nói chung là nó an toàn. Đấy, mà các ông các bà đi lại là có ý thức hơn, nói chung là vừa an toàn cho các ông các bà rồi các cháu. Đấy, đi lại thì là nói chung là tôi thấy tốt. Đây là mô hình điểm do Hội cựu chiến binh tỉnh lựa chọn triển khai. Để xây dựng thành công mô hình có sự đồng tâm, nhất trí của các cấp hội, cho đến cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng sự vào cuộc của Ban giám hiệu nhà trường. Việc xây dựng quy chế hoạt động có sự tham gia góp ý của Ban giám hiệu nhà trường, hội phụ huynh học sinh để phù hợp với điều kiện thực tế, qua đó nhằm đảm bảo các hoạt động của đội đi vào thực chất hiệu quả. Riêng về cái mô hình này thì là nó đạt cái hiệu quả là tương đối tích cực đối với xã hội. Thì theo tôi nghĩ rằng cái mô hình này cũng nên gọi là tổ chức trong một cái điều kiện nhất định thì cũng có thể tổ chức để cho nhân rộng. Từ đấy là góp phần xây dựng cái môi trường xã hội nó trong sạch, lành mạnh, an toàn cho trẻ đến trường. Qua việc triển khai mô hình điểm tại trường mầm non thị trấn Thiên Tôn sẽ giúp Hội cựu chiến binh tỉnh đúc rút kinh nghiệm, thấy rõ những ưu điểm cũng như hạn chế để điều chỉnh, thay đổi hoạt động của đội tự quản trước khi nhân rộng nhằm phát huy hiệu quả tốt nhất.